Dương sẽ được diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 12 năm 2016 với rất nhiều các hoạt động, đặc biệt là có chung kết cuộc thi Người đẹp Ngày hội Hoa Hương Dương và các hoạt động giới thiệu về những nét văn hóa của miền Tây Nghệ An. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bạn trẻ đến với lễ hội Hoa Hương Dương. Chào em. Em chào chị. Em có thể cho chị biết là cảm nghĩ của em khi đến với lễ hội Hoa Hương Dương. Em rất vui khi quê hương mình tổ chức được nhiều lễ hội lớn như thế này. Và em cảm thấy rất hào hứng. Em mong năm sau có thể tổ chức nhiều lễ hội hơn như thế này. Và em có thể giới thiệu được cho nhiều bạn bè đến quê hương mình ạ.